Dạ, chào anh em đang xem kênh bonsai lục tỉnh miền Tây. Bữa nay cây kiểng Hồng Hằng mình lên một clip. Trong đó gồm có trang đủ màu. Gồm trang trắng, trang đỏ, trang cam, trang tím sen, trang vàng. Và được hai cây tùng, tùng kim cương và hai cây điệp lào. Và một cây khế và được ba cây hồng ngọc mai phong cao. Để giao lưu anh chị em trên toàn quốc, số điện thoại vườn mình là 0939 906 192, cũng là số Zalo. Vừa qua cũng cảm ơn anh chị em rất nhiều ủng hộ mình, ủng hộ kênh ha. Rồi mình vô mã số 1. Mã số 1 là phôi trăng vàng lá nhỏ. Cái phôi này mình trồng trong chậu này cả năm rồi anh em. Cây này anh em chốt về mình vô dây được nè. Đó, nó già dữ lắm luôn nha. Để mình đo thông số. Dạ, chiều cao là 24. Cái tán ngang của nó là 45. Dạ, cái hoành thân này là mình tính 27. Đó. Một ấy luôn anh em, cây này lớn cây. Dạ, mã số 1. Mã số 1 giao lưu với anh em là 650 ngàn, bao xếp toàn quốc luôn. Tiếp là mã số 2. Mã số 2 là phôi trăng đỏ lá nhỏ. Cây này anh em chốt về vô dây được luôn. Này một gốc mở ra nhiều thân. Dạ, chiều cao nó là 30. Cái tán của nó là 38. Tổng cái này là 22. Này giao lưu anh em là 400. Rồi đổi cây. Tiếp là mã số 3. Mã số 3 cũng là cây trang vàng lá nhỏ. À, cái cây phôi này mình nuôi ha, nó ra mầm tốt rồi ha. Dạ, chiều cao là 15. Cái tán của nó là 25. Mình đo tổng cái này hết ha. Tổng cái này là 21. Dạ, giao lưu là 450 ngàn. Mấy cái chậu sành này khi đi mình rút chậu bó bầu nha anh em. Tiếp là mã số 4. Mã số 4 là cây trăng vàng lá nhỏ. Nó đương cái này là đọt già là chuẩn bị cho bông đó. Dạ, chiều cao là 32. Tổng cái này ha là 19. Đó, cây đương cho qua ha. Dạ, giao lưu cái này là 400 ngàn. Rồi, đổi cây. Tiếp là mã số 5. Mã số 5 là cây trang cam cà gót nha. Cam cà gót bông đẹp anh em. Đó, cây này nó có dáng hơi bay. Dạ, chiều bay nó là 22. Tổng cái này ha là 19. Dạ, giao lưu là giá 400 ngàn. Tiếp là mã số 6. Mã số 6 cũng là cây trang cam cà gót nha. À, cái phôi cây này nó có dáng bay ha, nó đương cho qua anh em ơi. Dạ, chiều cao nó 21. Cái cành bay của nó là 33. Cây trăng này là 22. Đo cái đế của nó hả là 40. Dạ, giao lưu anh em là 900 ngàn. Rồi, mình đổi cây. Khi đi mình bó bầu rút chậu ha. Tiếp là mã số 7. Mã số 7 là phôi trăng đỏ lá nhỏ. Đó, cái phôi này cũng đâm chồi sống khỏe ha. Dạ, chiều cao là 18. Dạ, cái hoành thân là 18. Dạ, giao lưu giá 400 ngàn. Rồi, mình đổi cây. Tiếp là mã số 8. Mã số 8 là cây trang tím sen lá nhỏ. Đó, cây đương cho qua luôn. Dạ, chiều cao là 19. Dạ, cây hoành thân của nó 15. Dạ, giao lưu là giá 350 ngàn. Rồi, okay. Tiếp là mã số 9. Mã số 9 mình được một cây trang trắng lá nhỏ. Cây này
Phong cao nó có tâm trên không à? Dạ chiều cao 36, cái tâm trên đây là 32. Nó nhỏ mà nó già lắm anh em ơi. Cái hoành thân nó 12. Dạ giao lưu giá 300.000. Tiếp là mã số 10, là cây trang sen lá nhỏ, sen Nhật anh em. Cây này mình trồng trong ống nha. Dạ đó, đường cho qua. Dạ chiều cao 19, cái đế nó là 13. Dạ giao lưu là 200.000. Mã số 11 là cũng là cây trang sen Nhật luôn. Nó cây này trồng trong ống anh em chốt về mình chơi mấy cái chậu đẹp nó mới đẹp anh em. Dạ chiều cao 17, vành rễ nó là 17, giao lưu cũng là giá 200. Mình lên mới sen Nhật trong ống anh em. Cây này nhỏ quá ha. Và mã số 12 cũng là cây trang sen Nhật luôn. Dạ chiều cao 19, cây trang này là 12. Dạ này giao lưu cũng là giá 200. Mã số 13 là cũng là cây trang sen Nhật. Đó, đế đều bốn mặt luôn nha. Đường cho qua. Dạ chiều cao 20. Mình đo ngay chân vị trí này ha, 17 nè. Đế đều bốn mặt luôn. Dạ giao lưu giá 400. Mình khi đi mình xếp chậu được. Tiếp là mã số 14 cũng là cây trang sen Nhật luôn. Dạ chiều cao là 18. Dạ, hoành thân 17. Dạ, giao lưu cũng giá là 400. Mình đổi cây ha. Tiếp là mã số 15 cũng là cây trang sen Nhật. Nó trồng trong ống giờ mình thấy quái quá anh nè. Dạ, chiều cao là 21. Mình đo ngay chân vị trí này là 12. Dạ, giao lưu cũng giá là 200. Mã số 16 là cũng là cây trang sen Nhật. Đó, cây đương cho qua lai gai nha anh em. Dạ chiều cao nó là 15. Ngay chân vị trí này là 18. Đó, để đều bốn mặt luôn. Dạ giao lưu cũng là giá 400. Rồi mình đổi cây. Khi đi mình bó bầu gốc chậu anh em. Tiếp là mã số 17 là phôi là cây sâm trái. Đó, cái cây này ha, chút nữa mình dở tàn ha, nó đương ra bông quá trời anh em. Cái này nó có dáng vừa lắc vừa bay ha. Hết biết. Dạ chiều cao nó 29, cái tán của nó là 36. Mình đo tổng cái bình rễ nó đi là 31. Dạ giao lưu với anh em là 450.000. Tiếp là mã số 18 cũng là cây sâm trái, vừa lắc vừa bay ha. Cái phôi này là mình cắt tới đâu là nó hơi xù tới đó nha anh em. Dạ. Chiều bay nó là 33. Cái tán của nó là 38. Cái rễ nó quái quá ha. Cái bình rễ của nó là 25. Dạ giao lưu cũng là giá 450.000. Rồi mình lên hai cây sâm trái thôi. Rồi mình lên mã số 19, mình được là hai cây tùng kim cương. Cái thân thì bằng đũa ăn, nhưng mà anh em mà chốt hàng này về mình cắt bo dữ lắm anh em ơi. Cái cây nhỏ mà như bo quá trời luôn. Để mình đo chiều cao ha. Dạ chiều cao nó là 62. Cái tán của nó là 38. Cái thân thì bằng đầu đũa ăn của mình rồi nha. Đó, cái này mình bán là đặng lấy bo cho người ta ghép. Dạ, giao lưu với anh em là giá 750.000. Rồi, mình đổi cây. Mã số 20. 20 cũng là cây tùng kim cương. Đó, mấy cái đọt này già là anh em cắt về mình lấy được nè.
giá chiêu cây này, giá chiêu cao của nó là 65, cái tán của nó là 40, cái thân thì bự hơn chiếc đũa ăn mình ha. Dạ, giao lưu cũng là giá 750 nha. Dạ, rồi mình đổi cây khi đi mình bó bầu. À, nghe anh em, cái chậu này nó bể rồi. Rồi bây giờ mình lên, mình được hai cây điệp lào ha. Và mã số 21 là cây điệp lào. Đó, cây điệp lào này mình nó chuẩn bị nó ra bông ha. Này mình xếp tới anh em là nó ra bông đó. Dạ, chiều cao của nó là 73. Cái tán của nó là 44. Cây thân gỗ xếp đi dễ anh em ơi. Cái vành thân của nó là 9 phân. Cây thuần chậu sống khỏe. Dạ, giao lưu là giá 400 ngàn. Tiếp mã số 22 cũng là cây điệp lào. Đó, cây này mà anh em chốt về, về tới là nó ra bông luôn. Cái dạng phong phong cao một cốt này cũng ít lắm nha anh em. Dạ, chiều cao 73. Cái tán của nó là 40. Cây này thân gỗ mình xếp đi không mất sức. Dạ, vành thân nó là 9 phân. Dạ, giao lưu cũng là giá 400. Rồi mình hết điệp lào, mình lên là mai. Mai chú thủy nu đạn keo là mã số 23. 23 là phôi. Mai chú thủy nu đạn keo. Đó, cái phôi này nó dài dữ lắm nè anh em, đó. Mình được mấy phôi, dạ chiều cao là 29. Dạ, cái hoành thân của nó là 19. Dạ, giao lưu là giá 600 ngàn. Rồi, mình đổi cây. Mã số 24 cũng là mai chú thủy nu đặng keo. Phôi này nó ra lá rồi, bông nó thơm lắm anh em ơi. Dạ, chiều cao là 46. Nu từ gốc tới ngọn luôn. Cái hoành thân nó là 17. Đó, cái này mình chơi nu đẹp ha, nhớ quái nữa. Dạ, giao lưu là giá 400. Rồi, mình đổi cây. Dạ, mã số 25. 25 cũng là mai chú thủy nu đặng keo. Mấy cái phôi này nó dài dữ lắm luôn rồi. Nó nu từ gốc tới ngọn luôn ha. Không có chỗ nào bị dập hết ha. Dạ, chiều cao là 39. Dạ, cái hoành thân của nó là 20. Dạ, giao lưu cũng giá là 400. Rồi, mình đổi cây nha. Tiếp là mã số 26. Mình lên được mấy cây hồng ngọc mai. Mấy hồng ngọc mai vừa nghe anh em mời tới thì được 3 cây ha. 3 cây phong cao. Dạ, chiều cao nó là 48. Cái thân nó thì bằng ngón tay cái mình ha, rễ nó quái nè. Cái này giao lưu với anh em là giá 250 ngàn. Rồi mình đổi cây. Mã số 27. Ê, không có này giống này, thuộc cho cặp đi. Mã số 27 cũng là hồng ngọc mai, đương cho quà. Giá chiều cao là 23. Cái tán của nó là 30. Nè, đế đều bốn mặt anh em. Dạ, cái hoành thân 11. Đó, đế trải dài luôn. Cái này giao lưu với anh em là 200 ngàn thôi. Cái này lên cặp đi giúp. Hai cây nhỏ đó. Ừ, cái đó mình chưa xỉu. Và mã số 28 cũng là hồng ngọc mai. Dạ, chiều cao là 44. Cái cành gớt xuống đây là 28. Cái thân của nó là 8 phần. Đó, hồng ngọc mai bông thơm nghe anh em. Vô chốt 1 cây, 2 cây về trên anh em. Giao lưu giá là 250 nha. Và mã số 29 cũng là cây hồng ngọc mai. Cái này tàn thiên nhiên ha. Này, cái cây này về mình cuôn tàn chơi vậy thôi á, mình khỏi chỉnh sửa gì hết, mình vô cái chậu đẹp đẹp để đẹp à. Và chiều cao 33, cái tán của nó là 43, cái thân của nó là 10 phân,
Cái bịch rễ của nó là 28. Dạ, giao lưu là giá 300 ngàn. Rồi mình lên cặp nha. Hồng Ngọc Mai là mã số 30. 30 là một cây hồng ngọc mai chỉnh sửa rồi. Là còn một cây thì tàn thiên nhiên. Đó. Bông thơm nha anh em, bông màu tím. Dạ, chiều cao nó 26. Cái vành thân của nó là 12. Cái cây này ghế quái ha. Cái này vành thân của nó 8 phân. Cái này giao lưu với anh em là 300 ngàn thôi. Mình bao xếp toàn quốc, khi đi mình xếp chậu được luôn. Rồi. Cái này phải không ạ? Rồi bây giờ mình lên ba cây hồng ngọc mai phong cao ha. Đợt rồi mình lên được mấy cây là khách chốt hết rồi. Cái hàng này nó cũng hiếm lắm anh em ơi. Nó không có nha. Mình chỉ còn có một, mình cũng còn một số lượng cũng vừa vừa thôi. Cái cây này mình xếp đi nó khó dữ lắm luôn. Dạ, chiều cao đó là 120. Mình đo cái cành rớt xuống là 49. Đó, bông nó quá trời luôn. Dạ, cái hoành thân nó 10 phân. Nè, cái đế của nó nè. Dạ, đế của nó là 25. Đó, đế trải dài luôn anh em. Dạ, giao lưu là giá 600 ngàn. Mình bao xếp toàn quốc ha. Tại vì mình lên đợt này là ba cây này, ba cây lớn nha anh em. Lớn hơn đợt rồi. Và mã số 32 cũng là cây hồng ngọc mai phong cao. Tại vì mình mua được con số này chứ bây giờ không, cũng ít có, chưa có hàng nữa anh em. Đó. Bông nó quá trời luôn kìa. Dạ, chiều cao nó là 120. Dạ, cái cành rớt xuống đây là 51. Cái rễ đều bốn mặt luôn. Mình đo tổng tại có cộng dây chỉ nên mình đo hảo hảo đi nha. Mình cho 15 đi anh em ơi. Đó, mình trừ hao cộng dây chỉ nha. Nhà đế đều bốn mặt luôn. Đó, ngọc mai mà đế gì nó cũng hiếm ha. Giao lưu cũng là giá 600. Rồi, mình đổi cây. Mã số 33 cũng là cây hồng ngọc mai luôn. Cây ngọc mai này là nó có bông bốn mùa nha anh em. Nó ra bông rồi nó tàn rồi ra tiếp tục nữa. Đó, rồi để mình đo thông số nè. Cái hàng này ha, mình thẳng từ từ mình ấy. Dạ, chiều cao nó là 115. Cái cành rớt xuống đây là 52. 52. Cái này mình đo thẳng, mình đo ha. Cái vành thân. Cái vành thân của nó mình tính cho 12 đi anh em. Đó, mình đo trừ hao đó, đế đều bốn mặt luôn. Đó, rồi giao lưu với anh em là giá cũng là 600, rồi mình đổi cây ha. Số điện thoại vườn mình là 0939 906192. Quê mình cũng ở Bình Tân ha. Vừa qua cũng cảm ơn anh chị em rất nhiều ủng hộ mình và ủng hộ kênh ha. Mong anh chị em ủng hộ clip này cho mình nữa ha. Đó, tiếp là mã số 34. 34 là phôi phôi trang cam cà gót nha anh em. Mình cũng được một số số phôi này nghe. Nếu mà anh em có chốt hàng thì giá cả hữu nghị ha. Dạ, chiều cao nó là 15. Dạ, cái hoành thân của nó thì mình tính cho 21 đi. Đó, đế nó đều bốn mặt luôn. Dạ, giao lưu với anh em là này là 450 ngàn. Tiếp là mã số 35, cũng là cây trang cam cà gót luôn. Đó, đó cái bông của nó đó anh em. Cái lô này là bông của nó nè. Đó, đẹp ghê luôn. Mình để cái bông cho anh em xem ha. Nếu mà có lúc chốt đi thì mình cắt bỏ nha. Dạ, chiều cao đó là 18. Dạ, cái hoành thân của nó là 20.
giao lưu cũng là giá 450 ngàn. Rồi mình hết đi. Cái này xúc gầu, cái này nữa mình lấy. Rồi mã số 36, 36 là cây khế gân ha. Cũng là mã số cuối clip nha anh em. Dạ chiều cao nó là 46. Cây này cây nhỏ. Dạ cái hoành thân của nó 19. Dạ giao lưu với anh em là 350 nha. Cũng là mã số cuối clip ha. Dạ cuối clip xin chúc cho anh em được dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, làm ăn phát tài. Số điện thoại vườn mình là 0939 906 192. Quê mình cũng ở Bình Tân, Vĩnh Long. Vừa qua cũng cảm ơn anh chị em rất nhiều ha. Hẹn clip sau gặp lại. Dạ chào anh chị em.